Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Hồng Minh. Mình đã kinh doanh ở trong lĩnh vực bất động sản được hơn 10 năm nay rồi. Cũng do một cái duyên tình cờ mình đến học lớp của Nick do thầy Nguyễn Thành Tiến giảng dạy. Thì mình muốn chia sẻ một chút cái tâm sự của mình. Thứ nhất là trước khi mình học lớp của thầy Nguyễn Thành Tiến thì mình đi đầu tư bất động sản cũng tương đối là thành công. Thế nhưng mà trước đây thì mình chỉ đi đầu tư một mình và tự mình làm, tự mình ra quyết định và tự mình gặt hái kết quả. Thế nhưng đến một ngày thì mình bỗng nhận ra rằng là muốn đi xa thì mình rất cần phải có đồng đội và có một cái lực hút để mình đến với lớp của thầy Nguyễn Thành Tiến. Đó là mình thấy trong cái chương trình giảng dạy của thầy Tiến có một phần đó là nói về bài toán chia. Bài toán chia là một cái rất là khó mà hầu như các lớp học khác trên thị trường hiện nay không có mấy lớp nào chia sẻ về vấn đề này. Một cái vấn đề thứ hai là mình đang vướng phải là nếu mình có doanh nghiệp riêng và mình có đội nhóm riêng để đồng hành cùng với mình thì cái mình quan tâm nhất là bài toán nhân sự và bài toán quản lý tài chính. Thì tất cả những vấn đề này ở lớp của thầy Nguyễn Thành Tiến đều có thể giải quyết được cho mình một cách tương đối là trọn vẹn. Và mình cảm thấy đây là một khóa học rất đáng để học. Từ trước đến giờ mình đi học rất nhiều lớp rồi, thế nhưng mà cái chi phí cho khóa học này thực sự là lớn nhất so với tất cả những khóa học mình đã học từ trước đến giờ, nhưng nó thực sự là xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Và ở đây cái mình ấn tượng nhất ấy, đó là thứ nhất là bài toán quản lý về nhân sự. Bài toán quản lý về nhân sự mình đã được học trong các lớp về đào tạo CEO và một số các cái chương trình đào tạo khác. Nhưng mà những bài toán nhân sự ở chỗ lớp của thầy Tiến ấy thì nó rất là dễ hiểu, rất là gần gũi và mình cảm thấy là mình có thể vận dụng được ngay. Và mình thực sự rất là chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Tiến cũng như là cảm ơn trường đào tạo thực tế Nick đã cho mình một cái môi trường để học tập và rèn luyện để có thể đi đến thành công. Xin cảm ơn thầy Tiến và cảm ơn tất cả cộng đồng Nick.